Quý vị, trong chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, Phạm Khanh đang có mặt bên trong nhà hàng Moonlight ngay góc đường McFadden và đường Beach thuộc thành phố Westminster. Ngày hôm nay thì cộng đồng phải nói là tổ chức một cái chương trình gọi là buổi tưởng niệm thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Hiện giờ thì chúng tôi thấy là bên trong hậu trường của nhà hàng Moonlight rất là đông các đơn vị hội đoàn, bà con đồng hương đến tham dự vào cái chương trình lễ buổi tưởng niệm này để mà kỷ niệm những cái vần thơ, những quyển sách, những quyển thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Thưa quý vị, đây là nhà văn Chu Tất Tiến cũng đến tham dự vào cái chương trình buổi tưởng niệm ngày hôm nay của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Thưa anh có thể nói qua về những cái tác phẩm, những vần thơ của nhà văn Nguyễn Chí Thiện, những cái điều mà anh tâm đắc và đến tham dự trong cái chương trình buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay, thưa nhà văn Chu Tất Tiến. Vâng, cảm ơn quý đài, cảm ơn đài đã cho phép tôi được chia sẻ một vài cảm nghĩ về anh Nguyễn Chí Thiện. Thật ra khi anh Nguyễn Chí Thiện vừa mới sang Mỹ là tôi cũng là người đón anh và tặng anh bài thơ đầu tiên. Và sau đó chúng tôi cũng thành bạn thân với nhau trong nhiều năm, và chúng tôi chia sẻ nhau rất là nhiều điều, quan điểm về cuộc sống. Trong những lần mà anh bị những thế lực mà nó bôi xấu anh, thì tôi đã gồng mình lên và cùng với anh để chiến đấu chống lại bọn xấu. Đến nỗi bọn xấu nó đặt tên tôi là trưởng đoàn chó của Nguyễn Chí Thiện, chưa tiến là trưởng đoàn chó của Nguyễn Chí Thiện. Và đã nói tôi Nguyễn Chí Thiện là tổ chức động đĩ ở Bà Mau, chưa tiến Nguyễn Chí Thiện là tổ chức động đĩ ở Bà Mau. Nó nhục mạ chúng tôi, nghĩa là không biết thế nào mà nói được. Nhưng mà chúng tôi vẫn đứng vững bên anh, và tôi biết anh là một dũng sĩ, một con người yêu nước thực sự. Trên hết tất cả vần thơ, anh là một người yêu nước, một người sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Không phải là một nhà thơ chỉ viết những vần thơ để mà chống cộng không, mà anh còn chống cộng bằng cả cái con người, cuộc đời của anh luôn. Thì chúng tôi phải nói là rất là khâm phục và ngưỡng mộ anh. Rất tiếc là ngày hôm nay anh không còn tồn tại đây nữa, nhưng mà chúng tôi, trong tâm hồn chúng tôi lúc nào anh cũng vẫn như là một ngọn đèn sáng trong cuộc chiến đấu với chống lại cái bọn cộng sản vô thần này. Một cái chiến mà chúng tôi thấy rằng không cân sức giữa một cái thế lực đầy đủ sức mạnh với lại một bên là chúng ta là phải nói là cô đơn, không có vũ khí, không có quyền lực. Nhưng mà chúng tôi vẫn chiến đấu theo tinh thần Nguyễn Chí Thiện. Thì chúng tôi chỉ mong rằng hương hồn anh được an nghỉ, và anh sẽ nhìn thấy vào cái ngày mà đất nước chúng ta độc lập tự do thực sự như anh mong muốn. Đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ ngày hôm nay. Anh là bạn thân, thế thì ông có thể cho biết thêm về những tác phẩm của, cũng như là những cái tập thơ của nhà Nguyễn Chí Thiện như thế nào, thưa ông? Vâng, thì cái tập thơ mà chúng tôi tâm đắc nhất là tập thơ Hoa Địa Ngục, là cái tập thơ mà chúng tôi đã theo dõi từ khi mà anh vất vào tòa đại sứ ở Việt Nam, và sau đó mang sang bên anh thì đã được một số người cũng đưa nó ra ánh sáng, và đó anh cũng giấu tên. Nhưng về sau thì cái điều này làm cho một số kẻ xấu nó có nói không phải tác phẩm của anh, và nói tác phẩm của một cái ông nào đó. Nhưng mà chúng tôi cũng đã nghiên cứu từ cái thứ nhất là nét chữ của anh khi viết một vài hàng vội vã vất vào tòa đại sứ, cũng như nét chữ anh sau này thì rào nghiệm chữ ký, thì chúng tôi thấy biết chắc đó là chữ ký, chữ viết của anh, không phải của ai hết. Và đó là những cái điều mà chúng tôi phải nói rất là khâm phục anh. Cái khâm phục anh nữa là anh mới ở tù ra, thoát khỏi tù thì người khác thì thôi im lặng để sống nốt cuộc đời còn lại, anh lại làm thêm một hành động nữa để cho anh bị tù lần thứ hai. Thì cái đó là một cái điều phải nói là chỉ có những người mà thật sự dũng cảm mới có thể làm được như vậy. Tôi không biết nói sao, thì trong giây phút này chỉ biết thắp lên một nén lương lòng cho anh. Thì chúng tôi với anh cũng là, ý là thơ của tôi, không phải tôi không dám nói là thơ của tôi ngang với thơ của anh, mà thơ anh có lửa, thơ anh là rừng rực lửa, còn thơ tôi thì cũng tầm thường thôi. Nhưng mà chúng tôi cùng một cái khuynh hướng là muốn làm thơ để nói lên cái tư tưởng của mình về đất nước, về con người Việt Nam. Ở trên phương diện đó thì chúng tôi cũng đã có dịp mà quen nhau rất là nhiều. Do đó qua dịp hỏi anh về những cái người phản tỉnh giả hay thật, và anh chia sẻ tôi rất là nhiều điều rất là hay.
anh cũng cho biết có những kẻ phản tính giả, phản tính thật, rồi làm thế nào để phân biệt được một kẻ mà phản tính thật cũng như là phản tính giả. Chúng tôi cũng chia sẻ anh về cái những cái chương trình hoạt động của anh. Thì cái ngày đám tang của anh thì tôi đã viết một cái bài điếu văn tiếng Việt Anh với tất cả những giọt nước mắt là khâm phục cho mọi người đứng xem.